tất cả các Phật tử thời nay á, phải có chánh kiến, phải hiểu. Ngày xưa Phật chỉ giảng có nắm lá, Phật không có, lúc mà Phật ngồi trong rừng, Ngài đang hỏi tất cả Thế Tôn 40 năm mà dạy cho chúng con, Thế Tôn có giấu cái gì không, có giống như có còn cái gì mà không nói không. Thì lúc đó Phật mới nói tất cả ta dạy cho các ngươi trong cả cuộc đời chỉ là nắm lá, mà ngày đó mùa thu nha, thì ngồi trong rừng mà, thì nó có cái rừng lá là, nên chuyện tâm linh là nó bao la mà nó là thật. Mà nếu người nào á, tin không tin là do cái ngã của mình. Thì hôm nay là coi như Kiệt nói về đạo một chút xíu, tại vì có rất là những ngày cận kề sắp tới á, trước khi sư phụ sẽ xuất hiện ở núi Cấm, thì Kiệt nên nói vài cái để cho mong mấy thầy mấy tăng mấy ni hôm nay có nghe được clip này, chỉ mong thêm nhiều tăng ni lên trên mạng nói có Thượng Đế là cao nhất, có Phật mẫu là cha với mẹ, cha trời mẹ đất là cao, và trong tương lai á, thì Phật Di Lặc sẽ xuất hiện, thì lúc đó sẽ cứu được biết bao nhiêu người nước Việt và trên thế giới. Chỉ tội cho những người giàu có tỷ phú ngày hôm nay, tại vì họ chấp vào ở đồng tiền, với họ quá bận rộn với sự giàu sang tột đỉnh, vợ bồ đẹp, người mẫu này, con ngoan, người đầu tư này đầu tư nọ, họ không có hiểu về tâm linh. Thì về mặt tâm linh, việc nhìn thấy những người đó cũng giống như những ô sin đi hải ngoại thôi. Cái ta cái về tâm linh họ rất là nghèo khổ, rất là tội nghiệp. Nhưng mà đến khi bị Covid hay là một cái chứng bệnh gì trong người á, thì lúc đó đó biết thì nó quá muộn rồi, nó không có còn đủ thời gian đủ sức khỏe để mà làm những chuyện từ thiện hay là quay đầu. Quay đầu là khi mình mạnh khỏe, chứ không phải đợi mình lên tới giường bệnh ICU, tới cái phòng cấp cứu rồi lúc đó mình mới quay đầu. Nó không có đủ được cái phước, cũng giống như cái pin điện thoại vậy đó, mình phải để mình chạc pin cho nó lâu, chứ còn chút xíu pin xài đâu được lâu rồi nó cũng tắt trở lại thôi. Con cháu của Ma Dương cũng như con cháu của Phật xuống trần song song hiện bây giờ trên nước Việt, chỉ có đặc biệt nước Việt thôi nghe, thế giới không có mấy hiện tượng này nhiều. Họ cũng lên mạng, họ cũng rao quảng bá những cái chuyện mà này nọ. Có lúc họ muốn lập công với cha cũng Thượng Đế, tại vì ma quỷ cũng là con cháu Thượng Đế hết á. Chỉnh này một chút. Con của Phật cũng vậy, cho nên nó lẫn lộn trong đó tùm lum tùm la hết, thì làm cho rất là nhiều người gọi là confused, là lo khó hiểu. Rất là nhiều người cứ rồi cái gặp một vị thầy học được con gì giống như con ngựa vậy đó, thì vị thầy nói cái đó là tà, cái đó là tà, thì tất cả Phật tử sẽ không có coi những cái clip gọi là đúng. Kiệt cái danh cái kênh này là Kiệt chỉ báo động người truyền tin, người nào có hữu duyên hiểu được những lời Kiệt nói là có lợi, cũng giống như các lãnh đạo. Nếu khoảng tháng 5, tháng 6 vừa rồi mà có hữu duyên nghe Kiệt nói á, cứ thả cho dân đi về đi. Rồi hôm nay á, dân á, cả triệu triệu người trở lại Bình Dương làm việc rồi, thì cái nền kinh tế mình không có bị sụp. Mà ông đâu có nghe đâu. Kiệt kêu á, mua gạo dự trữ, Kiệt kêu á, có tiền mua vàng. Kiệt nói rất là nhiều thứ. Kiệt nói 2-3 tuần nữa Covid sẽ không còn nhiều, nó sẽ hết. Những gì Kiệt nói trúng gần 90%, để Kiệt giờ nói lại gần 1 năm mấy nay Kiệt nói nè. Kiệt nói á, từ lúc mà trước khi Covid xảy ra thì năm 2018 Kiệt có nói kêu bà con đi mua đồ ăn, có mấy clip đó. Và sao nói, Kiệt nói là Trung Quốc sẽ chia 5 xẻ 7, Đài Loan tuyên bố độc lập, nước Việt Đức Phật sẽ ra đời. Kiệt nói cái bệnh Covid Vũ Hán là do Trung Cộng làm, ở trên nói,